sang cho anh mấy con mà anh luộc này. Thằng Lưu đang cầm nước hồ cắt hồ bác. Đang sống tươi nguyên. Đất của vụ đầm thả cái gì. Khéo 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 đánh vào tay đấy bà. Đau đấy. Đánh chảy máu đấy. Cho luộc cho tôm á. Cho thằng bác muốn vô miếu sang ăn đổ với chú mình mà hắn. Hắn thấy ăn. Đấy mấy con sống tươi sống nguyên. Điền đạn chở lên. Cho mẹ ăn một con được chưa? Rồi đi. Rồi. 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 Con chảy. Cứ như bóc lên rồi là. Đây này con này kinh. Dạ. Chán ăn ngồi cực. Dán à? Bà thích ăn kiểu này không? Ừ. Ăn kiểu này tươi hơn chứ cứ băm ra dán rồi mới ăn à? Băm thịt chờ lấy mình thịt. Không lấy nắp đại đều sao? Không ăn được, bạn thế. Có ăn được đâu? Chưa ăn được đâu. Chưa ăn được con, chưa ăn được con. Mâm từ tăng tăng quan nhúng vào đây nha, không mâm nha. Bà cho đây không mâm nha. Mâm cái gì? Đòi mâm gì? Xúc xích à? Mâm nha, mâm nha, mâm nha, mâm nha. Bình thường kêu thạch đấy mà anh à? Không, châm lửa đi bây giờ đi kìa. Châm đi. Mỡ rồi châm đi kìa. Kéo cháy hết lồng tay. Mồi này mỡ rồi phải chứ. Em nhớ là lúc cạch cái cạch thì là lấy rồi. Cạch là bật được rồi. Không cần nắp rồi. Không, nói sôi. Thịt gà, thịt bò. Mời mẹ bế nè. Thịt dê này. Đây, thịt kiểu thịt dê nhúng tươi này mới ngon này Hải này, xào chả ngon. Cái môi. Cái gì? Đây là bố. Cái gì? Cái gì? Con tôm đây. Ơi. Làm cuốn này này. Dê chắc được rồi anh nhỉ? Ừ, dê chúng tái thôi. Để xem con bề bè tí nó ăn con bề bè nào. Dị ứng. Thôi để đây ai ăn thì vớt nhá. Nóng nha. Đấy mùi thủng à? Mùi thủng lắm. Bà ăn thịt dê không? Bà ăn thịt dê không? Sợ dai nha. Thịt dê mềm mà gắp cái miếng không ra cho mà. Dai không? Dai mà. Đây làm một đĩa thịt dê. Bác cứ lại xin mẹ em. Mới. Cơm cái máy nổi. Dạ. Ừ, đây hết mát rồi. Mát làm gì? Ở cái sần mà, biết rồi á. Ông già lấy mát làm gì? Mát em cái thằng này ném này. Trời co co sáng này. À đây muốn lấy. Quân cơ. Ôi trời ơi. Ăn cái gì này chứ? Quân đây á. Thôi ăn luôn cái đó bạn thơm. Để vậy. Ăn biết chưa? Yeah. Mắt đấy em ơi, chê à. Ăn cơm sớm no một phần thử đi. Ăn đi. Không để bóc mấy con mềm mềm mà ăn nó có chất đặc nhỉ. Lấy như con này mà ăn đi. Để ăn đi. Mẹ bóc cho bố, đi bóc à? Bóc cho bố mà. Đây thịt dê trong đĩa này này. Đây 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 đây. Bỏ đây muội mất em không ngon đâu. Nó mở bề bề nó bỏ đây chứ, bỏ gần đấy à? À. Lấy cho Hải này. Thịt dê này. Anh con Bình anh ăn chát à? Chán thì để em gọi đấy. Bát đi cho anh lấy cái đây để về cho nguội đấy vớt vớt nó còn đấy để cho bà nhìn nó tươi nó đỏ nhỉ sụn tím rồi đấy mấy cho to rồi lên tím nhỉ không lát nó lạnh ra nó không nhỏ đấy nhìn tươi nó đỏ lòn thấy thôi 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 anh ngồi yên ngồi yên ngồi yên ngồi yên anh ngồi yên đi. Măng đây để nhúng miếng đậu phụ ngồi khoanh chân lại đây ôm cái này nấm á tốt nào tốt nào tốt nào tốt nào ba cho này bà cố ăn này bà cố bóc bề bề ăn này không bóc bổ với anh chị ăn cả bổ ăn cả nó không ăn này
Nguội hả? Ô trời ơi, đút kìa. Đợi, đợi nguội cho bóc nhanh, cho bóc bởi cú ăn. Thôi ăn miếng một thì con. Này bố này, à Hải này. Không có mới chưa chín đâu. Không làm gà nó lạnh nữa. Ừ, bố lại mặn đắt rồi bố rồi còn gà nó lạnh nữa. Bố của mẹ trước. Nóng quá rồi con này. Đấy, thả mấy con rồi hả? Chẳng có bơi à? Tươi sướng đó. Đấy, làm bơi đó. Nè, bơi này. Con gắp đi, con gắp bỏ mồm về này. Ăn mấy con tươi này mới thích nhất đấy. Con gắp đi. Đậu béo nè. Đậu mới làm nóng rồi, béo rồi. Giờ chắc nó cũng yếu rồi nhỉ? Con này con đưa đổi cho con tập vào mắt đó. Cũng yếu hơn lúc này. Thôi vậy thôi, ăn từ từ. Vào nước sôi rồi đang còn vơi. Bóc cho bà. Đừng có đừng bóc cho bà ơi, để cho bóc cái nào. Bà đưa nó cắt cho. Này cắt bỏ này lên chỗ này. Đúng ạ. Này lật lật vài vòng là ăn được không ạ? 12:30 rồi. Ơ con này có trứng à Hải? Không không. À đây là cái gì đấy? Anh tưởng trứng. Đấy, bề bề sau khi nhúng lẩu xong bóc ra ngon này. Ăn thử miếng. Bác quay thằng này. lại phá. Ngọt lắm. Ngọt nhau. Ngon. Bắt cái ngon con. Ăn lẫn. Đây là hàu này, vâng, cái hàu nấm cả cái bắp. Đấy, lấy hàu cho bà cố này. Chắc chín rồi. Bà cố ăn hàu. Mới bỏ. Hàu chắc chín rồi mà. Ăn bề bề và lấy kéo mà cắt này. Bóc. Nhà em thấy bóc tay Hải đang cắt nó rồi, cắt cả một tay Phương luôn, để nồi cái bánh mắm ra con mà chấm mà ăn. Không. Mẹ ăn được cái con này hơi mất công chứ. Đây còn thanh niên này. Thanh niên tôm. Phá làng. Nguyên một mình một mâm còn nghịch này. Mình với chị Phương chỉ... Thôi, chào mọi người nhá. Bà mà ăn nha. Bà cố ăn cái này được không? Cố chạy đó, con là anh vừa bán này chạy hết là chú rồi nè. Thôi, đưa bà. Đấy. Hàu các bạn ạ. Đồ mẹ. Hàu bóc sẵn. Ừ, trời ơi. Thôi ăn thôi.